Đỗ Thị Hà lên tiếng về phát ngôn nhạy cảm, Á hậu Ngọc Thảo lộ ảnh diễn show kiềm vải. Trước khi trở thành Hoa hậu Á hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo và Đỗ Thị Hà từng gây tranh cãi về chuyện quá khứ. Trả lời về vấn đề này, ban tổ chức khẳng định đã có quá trình thẩm tra lý lịch rõ ràng, cho rằng những khuyết điểm trên không quá ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Ra đời từ năm 1988, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là sân chơi sắc đẹp cấp quốc gia uy tín và lâu đời nhất hiện nay. Với mục tiêu tìm kiếm những đại diện tài sắc vẹn toàn, Hoa hậu đăng quang thường rơi vào độ tuổi 18 đến 20 tuổi. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, thành tích học tập tốt và một lý lịch trong sạch sẽ là điểm cộng trước ban giám khảo. Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 12, ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, nhận được câu hỏi về cách thức quá trình thẩm tra lý lịch của top 35 thí sinh vào vòng chung kết. Ông Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát từng hồ sơ của thí sinh, có thể thông qua trường học, ý kiến hàng xóm, bạn bè, từ đó chọn lọc những cái tên ưu tú, hạn chế tối đa những rủi ro sau đêm đăng quang. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người đẹp dù rất tỏa sáng trên sân khấu nhưng không thể vượt qua vòng thẩm tra lý lịch. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam luôn có bộ phận chuyên sâu để thực hiện việc thẩm tra lý lịch thí sinh, thậm chí những năm trước có sự tham gia của cơ quan chức năng. Các phóng viên của báo Tiền Phong có đủ kinh nghiệm, kỹ năng thẩm tra và khá dày công trong việc thẩm tra hồ sơ thí sinh. Các phóng viên dựa trên hồ sơ ban đầu và sẽ đi gặp gỡ người thân, người quen biết, gia đình, nhà trường, đoàn hội để có thông tin đầy đủ về các thí sinh, trưởng ban tổ chức cho biết. Về top 3 đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2020, trong đó hai người đẹp Đỗ Thị Hà và Ngọc Thảo từng gây tranh cãi vì một số khuyết điểm trong quá khứ. Cụ thể, Hoa hậu được cho là phát ngôn thiếu chuẩn mực, phản cảm, không phù hợp khi ngồi trên ghế nhà trường. Trả lời vấn đề này, Đỗ Thị Hà tỏ ra khá lúng túng. Cô thừa nhận đó chỉ là giây phút hồn nhiên chứ không mang nghĩa sâu xa. Mọi người nhận xét tôi là người già trước tuổi nhưng đôi khi tôi nhận thấy tâm hồn mình vẫn còn trẻ con hồn nhiên. Thời đấy tôi vẫn rất vô tư, hễ buồn là chia sẻ cảm xúc lên mạng xã hội. Còn khi vui, tôi sử dụng từ ngữ dành cho tuổi teen, vui tươi để chia sẻ tâm trạng. Tôi không có thói quen xóa những bài viết đã đăng trên mạng xã hội trong quá khứ nên vô tình khán giả đã đọc được. Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi tự ý thức được những hành động và phát ngôn của mình. Tôi chắc chắn từ nay trở đi, những từ ngữ đó sẽ không còn xuất hiện, Đỗ Thị Hà lên tiếng. Ngoài ra, thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà cũng gây tranh cãi trong một số hoạt động như ngồi ghế danh dự về thăm trường Đại học Kinh tế Quốc dân hay trang điểm đậm khi đi làm từ thiện. Nói về điều này, trưởng ban tổ chức cho rằng đó là sự hiểu lầm đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến tinh thần người đẹp gốc Thanh Hóa. Thực ra sau mỗi cuộc thi hoa hậu đều hay có các khủng hoảng, nó có thể xuất phát từ các sự việc thực tế, cũng có thể từ những thị phi không thể biết nguồn gốc từ đâu, cũng có thể từ những hiểu lầm giống tình huống bức ảnh trên đây. Về việc mặc áo dài trắng, make up đậm đi tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn thì đó là tình huống bất khả kháng. Hoa hậu về quê được người dân trong xã đón tiếp nồng nhiệt quá khiến chậm lịch trình hơn dự kiến nhiều tiếng đồng hồ, nên từ hội trường xã cô đã đi thẳng đến một số địa chỉ tặng quà cho kịp hẹn mà không kịp thay trang phục và tẩy trang, chỉ cất bỏ phương miệng và giải băng. Các tình huống như vậy cũng như trường hợp bức ảnh nói trên đều bị thổi phồng, xuyên tạc đến mức méo mó trên mạng xã hội. Đó là một thực trạng rất buồn. Về Á hậu Ngọc Thảo, chân dài gốc Thành phố Hồ Chí Minh cũng khiến dân tình xôn xao khi lộ ảnh diễn show thời trang của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Với những khoảnh khắc kiệm vải, một số bình luận cho rằng điều này làm mất đi sự trong sáng, đồng thời nghi ngờ Ngọc Thảo là gà cưng thuộc công ty quản lý Ngọc Trinh. Giải thích về điều này, Á hậu khẳng định lúc đó mình chỉ trình diễn với tư cách người mẫu, là con lớn trong gia đình nên cô ý thức việc tự lập phụ giúp bố mẹ, hoàn toàn không tiêu cực như netizen suy nghĩ. Tôi là chị cả trong nhà, không muốn dựa vào điều kiện gia đình nên đi làm người mẫu kiếm thêm thu nhập. Khi tham gia show, mục đích của tôi chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền chứ không phải là gà của ai cả. Nằm trong quy trình thẩm tra lý lịch, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nhận xét về Ngọc Thảo. Đối với Ngọc Thảo, bạn luôn là học sinh nhận giấy khen và học bổng của nhà trường. Ở bậc đại học, Thảo cũng chăm chú về học tập. Thảo rất nỗ lực trong lao động, làm thêm để nuôi sống gia đình. Điều đó chúng tôi đã xác nhận. Theo chia sẻ của phòng công tác sinh viên trường, Thảo có học lực khá, hạnh kiểm tốt, là người năng nổ trong các hoạt động của nhà trường, quan hệ với bạn bè, thầy cô tốt.